xin được 30 giây giới thiệu về một dòng sản phẩm thuốc điều trị xoang gia truyền. Bên mình đang có một dòng sản phẩm thuốc điều trị xoang gia truyền chuyên đặc trị về viêm xoang cấp và mãn tính, và đặc biệt là phòng chống được các bệnh về cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, rát mũi, rát họng do vi khuẩn, virus xâm nhập vào đường mũi và đường họng. Thuốc được bào chế hoàn toàn từ thảo dược gia truyền. Thuốc được dùng cho mọi lứa tuổi, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Vâng, hôm nay được tận mắt chứng kiến nghệ nhân Thanh Tuấn. Nghệ nhân hôm nay đang tạo tác một cái tác phẩm rất là đặc biệt. Vâng, cho mọi người cận cảnh để xem tác phẩm của nghệ nhân Thanh Tuấn nhé. Vâng, đây cho mọi người xem tận mắt về tác phẩm cây xanh Nam Điền. Tác phẩm này có tên gọi là gì đấy nghệ nhân? Đây là một cây xanh giáng trực. Theo ý tưởng của anh em thì đang làm cái thế ngũ phúc. Thì nữa sẽ dựng một cái tử ở đây nữa. Trực này trực lắc. Có thể gọi ý kiến mà chúng cây thử đây gọi là sản phẩm mẫu thử. Em nó được tút tát ra nhìn nó rất là lộ thân thể. Xong rồi một số cái chỗ thì em lại phải đi dây vào này. Nghệ nhân Thanh Tuấn còn kiêm một nhạc sĩ rất là nổi tiếng, đó là nhạc sĩ Thanh Tuấn, ban nhạc Sông Đáy của Hà Tây cũ nhé. Gợi lại Hà Tây cũ là em lại muốn hát. Đấy. Nhạc sĩ Thanh Tuấn sáng tác rất nhiều bài hát mà được các tác phẩm ở trên YouTube mà mọi người thường nghe, nhiều tác phẩm mà để đời cho mọi người nghe, những tác phẩm rất là hay. Nhạc sĩ kiêm nghệ nhân cây cảnh khu vực Mỹ Đức Hà Nội đây, thì nói đến nghệ nhân Thanh Tuấn mà nói về những tác phẩm bonsai thì rất nhiều người biết đến. Nghệ nhân Thanh Tuấn đã từng giao lưu và làm việc với Nam Lê. Thì Nam Lê thì mọi người đã biết là nghệ nhân về cây cảnh nổi tiếng như nào rồi. Em đến xem anh Nam Lê làm thôi, chứ không, không làm cùng đâu. Được làm cùng thì tiếp phúc quá. Rất là hâm mộ anh Nam Lê. Đã được tiếp đến xem anh Nam Lê làm cây. Vâng, đây cũng là một số tác phẩm mà trong vườn của anh Viện Cây Cảnh Hồng Sơn. Đấy, những tác phẩm rất là đẹp. Khi tuốt tát em nó ra nhìn lộ thân thể lên mới biết được cái giá trị của cái dáng thế nó đẹp như nào. Cây rất là già. Đây là những giống xanh Nam Điền mọi người nhé. Giống xanh Nam Điền mà đã được các nghệ nhân tạo tác lên những cái tác phẩm rất là đặc biệt. Những người nào kể cả không yêu cây cảnh mà nhìn thấy đã thấy thích. Đây là biểu tượng của lão nông Tri Điền đang ngồi rất là thanh thản hút thuốc lào. Thank you.
lão là biết thanh thản rồi đúng không? Đây là một tác phẩm Rối Mini. Tác phẩm mà đã được nghệ nhân ký đá trên một cái bệ đá mini rất là đẹp. Và khi tuốt bông dăm ra, mọi người nhìn thấy cái bông dăm nó như nào, quá dày luôn. Bông dăm nhìn như là cây đã nghìn năm tuổi. Và đây cũng là một cái tác phẩm mà xanh quê nhưng mà xanh rất là già. Đây là một tác phẩm mà xanh quê, xanh rất là già. Màu da thì mọi người ngắm thì phê luôn. Cho mọi người tận mắt ngắm những cái nếp da nhăn của cụ già. Đây là những cái nếp nhăn năm tháng của cụ đã qua năm tháng. Mới nhận áo vàng năm ngoái. Cụ nó cũng mới nhận được áo vàng ra là cụ ra này cụ cứ ngồi ngự thôi. Đặc biệt hôm nay sẽ cho mọi người xem một cái tác phẩm cây hoa giấy. Tác phẩm bonsai mini thôi nhé. Cây hoa giấy này đã được một nghệ nhân khu Mỹ Đức Hà Nội đã mang đi triển lãm hội hoa cây cảnh ở Hà Nội. Tác phẩm này rất là đặc biệt. Cây rất là hoàn mèo. Nghệ nhân Thanh Tuấn cho hỏi là có nhiều khán giả người ta cũng rất muốn chơi cây nhưng mà có những người người ta chưa có điều kiện để người ta mua những cái cây hoàn thiện và những cái cây có sẵn những cái dáng thế mà người ta chơi ấy, và người ta muốn tạo tác ra để cái tác phẩm mà theo ý của người ta nhưng mà người ta chưa biết cách chọn để những cái phôi mà để nó có giá trị về lâu dài, về tác phẩm về sau, thì nghệ nhân có thể chia sẻ về cái những cái kinh nghiệm để mà chọn những cái phôi đẹp, chọn những cái dáng thế làm sao mà nó dễ tạo tác để nay mai nó có cái giá trị cao. Nghệ nhân chia sẻ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh chủ viện. Thanh Tuấn cũng muốn chia sẻ với mọi người. Thì anh em những người yêu thích môn nghệ thuật cây cảnh ấy, thì nó lại tùy theo cả điều kiện về kinh tế. Và bây giờ nếu như để mà nói chọn cái phôi để lên để đẹp thì nó còn tùy theo cái sở thích của từng người. Có những người thì lại thích phôi sau này sẽ là có một cái dáng trực, trực phu chẳng hạn.
và có những người thì theo ý tưởng lại thích những cây giáng siêu, có người thích cây giáng hoành, có người thích cây giáng huyền, và có những người thích cây văn nhân, có những người lại thích cây giáng lan. Thì đấy là tùy theo cái sở thích và cũng tùy theo cả cái túi tiền của từng người một. Đấy. Còn nếu như mà cái nhu cầu chọn phôi để tạo dựng nên được một cái phôi đẹp thì trước hết là khi chọn phôi thì mình cũng phải có một cái ý tưởng trước đã. Sau đó cái phôi thì nó vô cùng. Nhưng mà cái để mà sau này có tương lai thì chọn được những phôi phải có cái thời gian. Tức là có 5 tháng. Qua 5 tháng thì cái phôi mà già. Bây giờ nói đây là phôi mà già thì nó cũng sẽ có giá trị. Chứ còn những cái phôi mà non bán trên thị trường bây giờ rất là nhiều. Có thể sau 5, 7 năm đến 10 năm cũng có thể tạo tác lên được một cái cây nghệ thuật để chơi. Nhưng tuy nhiên để mà lấy được cái thời gian thì không thể mua được thời gian. Mà bắt buộc là chúng ta nếu như mà chọn được một cái phôi già thì điều đó là điều quan trọng nhất. Tốt quá. Sau đó thì có rất nhiều những yếu tố để tạo nên một cái tác phẩm với cảnh nghệ thuật. Thì cái yếu tố thứ nhất là các người chơi là phải liên quan đến cái vấn đề đất trồng. Thì đất trồng rất là cần thiết. Đất trồng nó phải làm sao nó phải thưa thoáng. Thì mỗi một nơi thì có thể chọn những cái đất trồng khác nhau. Nhưng mà ví dụ như ngay bản thân tôi ở vùng quê này thì tôi cứ hay lấy đất ruộng. Quê ở đâu? Tôi ở Mỹ Đức, Hà Nội. Thì tôi hay lấy đất ruộng và phơi khô lên. Sau đó thì đập nhỏ lên trộn lẫn xỉ than. Xỉ than. Và có thể là tiếp theo đó là chúng ta có thể là cho những cái chấu vun hoặc là cái vỏ chấu tươi cũng được để tạo nên một cái lớp đất tơi xốp thì cây nó dễ dàng nó hấp thu được. Bên cạnh đó thì yếu tố thứ hai đó là nước, nguồn nước. Nguồn nước thì phải nguồn nước sạch. Chứ lấy vào những nguồn nước mà nó bị ô nhiễm thì nó cũng ảnh hưởng đến cây. Đấy, từ nguồn nước. Và cái yếu tố thứ ba nữa là phải là ánh nắng. Cây thì rất cần cái nhu cầu của ánh nắng. Ngoài cái việc mà cây hút chất dinh dưỡng từ đất, từ nước ra thì cây nó còn hấp thu cái năng lượng ánh sáng mặt trời để nuôi dưỡng cây. Sau bên cạnh đó thì một cái cây mà để trong chậu một cái thời gian dài, nếu như mà không có cái sự chăm bón thì chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có thể là các yếu tố liên quan đến phân lân, phân vi sinh, phân hữu cơ vân vân. Để tăng cường cho sức đề kháng cho cây phát triển. Và cái yếu tố thứ năm nữa đó là quá trình cắt tỉa và tạo tác. Đấy, tức là phải hội tụ được 5 yếu tố. Nhất là đất, nước, ánh sáng mặt trời, phân bón và cắt tỉa. Thì sẽ tạo dựng được nên những cây thì nó có thể có những cây nghệ thuật để chơi. Cảm ơn nghệ nhân Thanh Tuấn nhé. Đây là một cái câu mà đã trả lời cho khán giả và rất nhiều người có những cái câu hỏi về muốn chơi cây cảnh nhưng mà lại không biết về cách chăm sóc, không biết về cách chọn lựa, không biết về cách tạo tác. Thì hôm nay nghệ nhân Thanh Tuấn đã trả lời cho mọi người về những kinh nghiệm mà nghệ nhân đã làm và đã thành công được cho đến bây giờ. Thì mọi người xem video của mình thấy hay thì mọi người đừng quên bấm like, và ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình sẽ có nhiều những chia sẻ hay hơn để tới với tất cả mọi người nhé.
nhân này là còn kiêm thêm cả một nghề thợ mộc nữa. Làm cái cảnh này nó liên quan nhiều nghề lắm. Nhất là thợ mộc này, thợ tạo hình, kế mỹ thuật. Rồi lại làm cả nông nghiệp, nghiêm kiểu bón phân. Làm đất, thợ xây. Xây thật sự nhiều lắm đấy, cái cảnh này nó tổng hợp nhiều. Rồi đứng lên lại làm mấy câu thơ chẳng hạn thế. Ở nhà của sếp của Kha nhiều người chưa kinh nghiệm chơi cây thì cứ nghĩ là nó nhiều rễ thì là nó đẹp, nhưng mà qua những cái kinh nghiệm của nghệ nhân mà người ta đã biết tạo tác thì có những cái rễ lại là rất thừa, nó mọc ra lại thành thừa, mà thừa là thành xấu. Nghề này liên quan đến thẩm mỹ viện nữa. Chẳng hạn như là có những cái nó như kiểu là những cái mụn, cái nhọn ở trên mặt tẩy đi được, tẩy cái nốt ruồi nhìn nó duyên. Nhiều khi là chơi cây lại còn phải xem như kiểu là phong thủy nhỉ, kiểu cái nốt ruồi nào mọc ở chỗ nào thì tốt, nhưng mà có những nốt ruồi mọc ở cái chỗ thì lại không tốt, bắt buộc phải tẩy đi. Có ý tưởng gì cả. Thời lượng video của mình cũng đã khá dài, mình xin tạm dừng video tại đây. Mong quý vị và anh chị và các bạn là xem video của mình thấy hay thì đừng quên bấm like, và ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha.